Kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí Tìm hiểu luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kỳ này có những nội dung chính sau. Chuyện làng chuyện phố, chỗ dựa thiết thực của người lao động lúc rủi ro. Một thông tin pháp luật, điều kiện hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, dù không mong muốn, nhưng những rủi ro trong công việc là điều không thể lường trước và có khả năng đe dọa sức khỏe, cuộc sống của người lao động. Để chia sẻ hỗ trợ người lao động, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đã ra đời với nhiều lợi ích thiết thực. Do vậy, khi tham gia giao kết hợp đồng lao động, người lao động luôn chắc chắn chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động sẽ chịu trách nhiệm đầy đủ trong việc đóng bảo hiểm xã hội cho mình. Như vậy mới có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân trong quá trình làm việc. Một chuyện làng chuyện phố hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi tiểu phẩm Chỗ dựa thiết thực của người lao động lúc rủi ro. À, Hoàng nè. Dạ. Xưa nay anh chỉ nghe bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội chứ anh đâu có nghe nói tới cái bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gì đâu em. Anh cứ tin em ơi, có cái bảo hiểm đó nữa. Bữa nay nha, em nói là có thì hồ sơ thủ tục để cho em làm hết cho anh. Em nói vậy thì anh nghe vậy, chứ thật sự là anh cũng không hy vọng gì lắm đâu em à. Trời ơi, tới, không sao đâu mà, anh cứ yên tâm đi. Ủa, mà mình tới nhà chị Hai rồi nè. Ồ, công nhận. Nhà chị Hai nhìn chỗ nào cũng thấy bông thấy hoa. Đẹp quá. Dạ, mà anh coi đi cẩn thận nha. Trời ơi, cái chân mà người Hai đi như anh mà bây giờ sao mà nhìn khổ ra luôn á. Ủa, Hai đen đi đâu á mà qua nhà chị vậy? Dạ, thì qua thăm chị, sẵn chị thấy anh Trung anh bị tai nạn nè. Rồi em chở anh qua hỏi chị là bị vậy á thì có được bảo hiểm hỗ trợ gì không chị? Có chứ em. Nhưng mà cái gì cũng phải từ từ. Rồi uống ly nước cái đã. Dạ chị, dạ cảm ơn chị. Rồi bình thường đi nó thoải mái. Bây giờ có phải chống cái nạn này em thấy vất vả quá chị à. Uống nước đi hai em. Rồi nói cho chị nghe cụ thể ra sao nè. Dạ, chuyện là anh Trung anh bị tai nạn lao động trong cái lúc mà đang làm việc tại cái nhà máy gạch Tuyên An đó chị. Thì bữa giờ cũng nằm viện để điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh rồi đó. Rồi giám định y khoa, xác định tỷ lệ thương tật ra sao em? Dạ em có coi cái kết quả giám định thì em thấy họ ghi là 6% chị ạ. Dạ, thì anh qua đây anh muốn hỏi chị là với cái tỷ lệ vậy thì có được hỗ trợ gì không chị? Nhưng mà em có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ bên doanh nghiệp phải không? Dạ em có hỏi bên bộ phận kế toán thì họ nói là em có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ chị ạ. Như vậy thì như vậy nè em, do là em đang đóng bảo hiểm xã hội tại cái doanh nghiệp mà cái tỷ lệ tổn thương của em chỉ có 6%, vậy là dưới 31%. Như vậy là em sẽ được quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp chi trả cho em cái chế độ là trợ cấp một lần, nó tương đương với khoảng từ 4 đến 5 tháng lương của em. Ồ, đó em nói rồi đó, là cái tỷ lệ của anh đó là được trợ cấp đó mà anh không tin. Ồ, em nghe chị Hai nói em mừng quá. Vậy thì ít ra trong thời gian mà em bị tai nạn không có đi làm được thì cũng có được chút đỡ đỉnh tiền để mà chi tiêu trong gia đình. Với lại cũng có tiền để thuốc men cho nó mau bớt chị ạ. Đó, em thấy chưa? Cái bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp rất là quan trọng như vậy đó em. Nói thiệt là lâu nay em chỉ nghĩ là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chứ đâu có nghĩ đến cái bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đâu chị. Không chỉ mình bị tai nạn lao động trong lúc làm việc được hưởng trợ cấp, mà khi mình đang đi trên đường bị tai nạn cũng được hưởng trợ cấp luôn đó em. Ủa, vậy cũng được luôn hả chị? Đúng rồi em, bởi vì là theo cái khoản 1 điều 142 của Bộ luật Lao động quy định, tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ các bộ phận này, chức năng trên cơ thể này, hoặc là có thể gây tử vong cho người lao động trong cái quá trình làm việc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ này.
công việc của người lao động đó em. Dạ, vậy thì đang trên đường để làm về thì cũng được coi là trong quá trình lao động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công việc lao động hả chị? Đúng rồi em, bởi vì theo cái điểm C khoản 1 điều 45 của Bộ Luật An toàn Lao động quy định thì người lao động khi tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì sẽ được hưởng cái chế độ tai nạn lao động trên cái tuyến đường đi từ cái nơi ở của mình đến nơi làm việc, hoặc là từ cái nơi làm việc về cái nơi ở trong cái khoảng thời gian và cái tuyến đường hợp lý. Ồ, vậy thì hay quá chị. Em nghĩ là những gì mà nãy giờ chị nói thì em nghĩ đây là cái tính ưu việt của cái chính sách bảo hiểm xã hội của mình đó chị. Đúng rồi. Dạ, em cũng thấy vậy đó. Anh Trung biết sao không? Người lao động là trụ cột của gia đình. Mà chẳng may mà người lao động mà bị tai nạn hay là bệnh nghề nghiệp á, thì gia đình mình cũng sẽ lâm vào cái cảnh khó khăn. Đúng rồi. Do vậy cái việc mà cái chế độ của bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp á, là một trong những quyền lợi cơ bản nhất của người lao động đó anh. Mà cái cách tính á, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp á, hiện nay cũng rất là linh hoạt, nhằm mang lại cái quyền lợi, cái lợi ích cao nhất cho người lao động nếu như lỡ chẳng may bị tai nạn lao động đó các em. Cụ thể sao chị Hai nói rõ cho em đi. Rồi, để chị nói cụ thể cho các em nghe. Cụ thể là nếu như người lao động bị tai nạn lao động, phải bị suy giảm cái khả năng lao động từ 5 cho đến 30% thì sẽ được hưởng cái chế độ là trợ cấp một lần với các cái mức như sau. Suy giảm 5% khả năng lao động thì sẽ được hưởng 5 lần cái mức lương cơ sở. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì sẽ được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở đó các em. Ồ, được như vậy thì em nghĩ là quá tốt quá chị ạ. Ô chị Hai nè, hình như là ngoài cái mức trợ cấp này thì người lao động còn được hưởng thêm cái khoản dựa vào cái số năm mình đã đóng vào quỹ của tai nạn lao động và nhân nghiệp đúng không chị? Ví dụ như là từ 1 năm trở xuống thì sẽ được hưởng thêm khoảng 0,5. Còn mà sau đó có thêm 1 năm thì sẽ được cộng thêm vào 0,3 tháng vào quỹ tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp mà của cái tháng liên kề trước khi mà mình bị tai nạn hay là bệnh nghề nghiệp đó chị. Họ nói đúng đó em à. Nếu như cái người lao động mà bị tai nạn lao động phải bị suy giảm cái khả năng lao động từ 31% trở lên thì sẽ được hưởng cái chế độ là trợ cấp hàng tháng với cái mức như sau. Là cái suy giảm 31% khả năng lao động thì sẽ được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì sẽ được hưởng thêm là 2% mức lương cơ sở đó các em. Dạ, rồi cảm ơn chị Hai nhiều. Mà anh Trung thấy chưa, hay một tháng mình đóng bảo hiểm đâu có dạng nhiêu tiền đâu, có mấy trăm ngàn à. Mà khi mà mình đến tuổi nha, mình còn được hưởng lương hưu nè, rồi còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế nè, rồi còn được hưởng trợ cấp khi mà chẳng may bệnh tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp. Bởi vậy á, anh cứ tham gia bảo hiểm xã hội đi. Còn lần này là cái hồ sơ thủ tục của anh nó cứ để em lo hết, bao nhiêu cái giấy tờ gì, giấy ra viện rồi giấy xác nhận thương tật gì đứa em lo cho. Dạ, nãy giờ nghe chị với lại Hoàng nói thì em cũng yên tâm. Thôi thì để chút nữa anh sẽ đưa cho em toàn bộ cái hồ sơ. Dạ. Rồi đưa luôn cái sổ bảo hiểm xã hội để mà em lo em tính giùm anh. Dạ. Đúng vậy, cũng vì cái chuyện này này, cho nên là trong cái tháng 5 này nè, từ trung ương cho đến các xã phường thị trấn là đều phải là tích cực tham gia để hưởng ứng cái tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Rồi tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với cái chủ đề bảo hiểm xã hội an tâm cho mọi gia đình. Dạ. Bởi vậy bảo hiểm xã hội nó rất là quan trọng đối với con người. Anh á, anh Trung á, anh về anh coi là gia đình anh á, là vợ anh hay là con anh nè, ai chưa mua bảo hiểm xã hội tự nguyện á thì kêu mua đi. Về anh bàn lại vợ anh coi mình tiết kiệm rồi mình mua nha anh. Chứ em với anh thì đỡ rồi, em với anh thì là cái đối tượng lao động, người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội nên chắc chắn là mình cũng được tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đó anh. Họ nói đúng đó em. Nếu như chủ doanh nghiệp, tất nhiên là những cái người mà sử dụng lao động đó, mà họ không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì lỡ chẳng may trong cái thời gian tham gia lao động, người lao động bị tai nạn lao động hoặc là bệnh nghề nghiệp
thì chắc chắn rằng chủ doanh nghiệp đó là những người sử dụng lao động đó, họ sẽ phải chi trả hết toàn bộ các cái chế độ trợ cấp hàng tháng nè, trợ cấp một lần nè, và cái trợ cấp phục vụ cho cái người lao động thay cho cơ quan bảo hiểm xã hội đó các em. Dạ, hàng gì? Chính vì vậy mà hầu hết các doanh nghiệp lớn đều đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đúng không chị? Đúng rồi, họ phải đóng chứ sao em. Chị Hai nè, sau khi mà bị tai nạn rồi á, thì em mới thấy là cái bảo hiểm tai nạn lao động với bệnh nghề nghiệp á, là cái chỗ dựa vững chắc cho người lao động trong những lúc mà rủi ro. Thì nói thì nói chứ trong quá trình mình làm thì không thể nào tránh khỏi được. Thôi em cảm ơn chị với lại Hoàng rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin pháp luật kỳ này giới thiệu đến quý vị và các bạn điều kiện hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Một, điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây. Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ Luật Lao động và nội quy của cơ sở sản xuất kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh. Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc, khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động. Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn. 2. Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. Bị bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh. Người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quy định mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong thời gian quy định thì được giám định để xem xét giải quyết chế độ theo quy định của Chính phủ. Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tháng 5 năm 2024 tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Quý vị và các bạn có thể xem lại tạp chí Tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên website ninhthuantv.vn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.